hỏi chị là có 14 điểm hạn chế của thuốc là gì? Trước tiên là xin chào Quân và chào mọi người. Mình trả lời câu hỏi là điểm hạn chế của thuốc là gì. Như các bạn biết là trên thị trường có rất là nhiều loại thuốc, và những loại thuốc mà có tác dụng càng nhanh thì độc tố trong nó mang lại càng nhiều. Và khi thuốc đi vào cơ thể sẽ làm cho cơ thể của ta hoạt động một cách khác thường, và vì vậy thuốc không thể nào là nền tảng để chữa bệnh được. Và khi cơ thể ta có một bộ phận bị bệnh thì chúng ta có xu hướng là mua thuốc để chữa trị cái bộ phận đó, mà chúng ta không để ý rằng cơ thể ta là một thể thống nhất, nên chúng ta chữa trị cái bộ phận đó thì làm ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của mình, làm ảnh hưởng đến những bộ phận khác, và đồng thời giết chết đi một số vi khuẩn có lợi cho cơ thể. Khi đó cơ thể ta sẽ mất đi sự cân bằng, và khi mất đi sự cân bằng thì cơ thể ta sẽ tiết ra nguồn enzyme để duy trì trạng thái cân bằng đó, làm trung hòa những mọi thứ và làm thiếu hụt đi nguồn enzyme, làm cho cơ thể của ta bị bệnh. Vậy thì thuốc có những đặc điểm hạn chế đó thì nếu chị Huyền bị bệnh cũng khá nặng thì chị có nên xài thuốc không? Trước đây thì chị cũng có xài thuốc, nhưng bây giờ sau khi đọc được cuốn sách The Enzyme Factor này thì chị sẽ cố gắng mua những loại mà bổ sung enzyme cho cơ thể của mình. Yeah.